với sự tham gia của các diễn viên Lưu Hiểu Diệp vai Lưu Tinh, Phương Đào vai Hứa Chí Tân, Tôn Hạo Dương vai La Hải, Tô Mộng Mộng vai Hổ Nụ, Khang Ân Hách vai Huỳnh Hiểu Ba, Hoắc Dung Nhi vai Lâm Tuyết và một số diễn viên khác. Biên kịch Hầu Khánh Chiêu, Chứ Dũng, Hoàng Lạc, Dụ Dương. Đạo diễn Từ Thiên Kiệt, Hổ Từ, Hoàng Tùng. Bộ phim Độc Tâm Thám Án. Tồn tại hay biến mất? Câu hỏi này phải được hiểu là nên âm thầm chịu đựng đả kích của vận mệnh vô tình, hay là qua vào biển lớn gồng mình chống chọi với khổ nạn. Mở được rồi. Nội dung tin nhắn Tôn Tự Cường gửi cho Mễ Lan. Sonia, mang theo máy tính của cô, 20 phút sau đến bãi phế liệu gặp mặt. Tên người gửi là Raskolnikov. Được rồi. Phụ nữ là để cho đàn ông chinh phục, giống như núi lửa đều phải khuất phục trước biển lớn vậy. Tôi thừa nhận là tôi có tội, nhưng mà cô cũng chẳng vô tội đâu. Cô có biết không, vở kịch hôm nay được gọi là Dục Quả Trùng Sinh. Người dẫn dắt linh hồn thấy điều đó cũng sẽ rất vui. Mau đứng yên. Đứng yên. Dập cây đèn cầy trên tay của anh gây. Tôi tin là anh sẽ không nỡ thiêu chết người phụ nữ mà anh yêu thương nhất đâu. Lẽ nào anh không còn chút nhân tính nào hay sao chứ hả? Một chút tình người cũng không có hay sao? Hả? Làm người có thể nhẫn tâm như vậy hay sao? Hả? Anh không hiểu đâu. Đúng là tôi không hiểu. Nhưng mà tôi phải nói cho anh biết, anh bây giờ chính là tự thiêu mình đó, biết không? Anh sẽ phải hối hận thôi. Ngay bây giờ tôi có thể lập tức bắn hạ cái đèn cầy trên tay của anh gây. Nhưng mà tôi muốn cứu anh biết không? Tôi cho anh một cơ hội cuối cùng. Được thôi, bắn đi. Vừa hay chúng tôi sẽ tự phát súng của anh phá kén thành bướm, phượng hoàng niết bàn. Dừng tay. Tránh ra. Ê, chị Lưu Tinh. Nè, hai người không sao chứ? Không sao. Tôi tới trễ, có chuyện gì sao? Tôn Tự Cường đúng thật là hết thuốc chữa rồi. Lần này cũng may có Lâm Tuyết, một gáo nước đã dập tắt toàn bộ kế hoạch của hắn rồi. Nếu không, hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng được. Lâm Tuyết, nhiệm vụ lần này cô biểu hiện rất tốt, rất đáng khen. Có gì đâu, tôi sẽ cố gắng hơn nữa.
Qua một đêm thẩm vấn, Tôn Tự Cường nhận ra bản thân đã bị Tào Minh thao túng, phạm phải tội không thể tha thứ được. Hành vi của hắn chắc chắn sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Cùng với đó, chúng tôi tiếp tục lần theo những kẻ biến thái mà Tào Minh từng tiếp xúc, tiến hành điều tra đảm bảo sẽ không để bị tác động từ bên ngoài, bao gồm cả tôi. 3 điểm một đường thẳng. Trong lúc bắn thì hãy thả lỏng cơ thể để nó vào trạng thái thoải mái nhất. Hơn nữa phải thực sự tự tin vào bản thân. Có như vậy, cơ hội bắn trúng sẽ cao hơn. Nghe rõ chưa? Nào, đưa súng cho tôi. Em gái, làm cái gì đó? Là anh đây, đóng khung hình ảnh của em. Anh từng làm đạo diễn đó. Em gái xinh đẹp như vậy, anh có thể biến em trở thành minh tinh. Nhưng mà em phải qua được cửa ải của đạo diễn đã. Cỡ như anh mà cũng đòi làm đạo diễn sao? Nói thật anh là ai đi rồi nói tiếp. Nói nhiều làm gì? Tục ngữ có câu: sắc tức thị không, không tức thị sắc. Anh nhìn cho kỹ đi, tôi có thể đứng đây nói chuyện với anh, tôi là ai anh cũng phải hiểu rồi chứ. Vậy thì sao? Cô nghĩ tôi không nhìn ra hả? Cô cùng lắm cũng chỉ là cảnh sát quen. Anh đoán đúng rồi đó. Tôi hôm nay chính là muốn cưỡng bức cảnh sát như cô đó. Làm một cái vịn xung quyền. Được đó. Hôm nay tôi sẽ dùng phục mẫu lão hổ quyền mà tổ tông nhà tôi truyền lại để đánh với cô một trận. Tôi không tin là không trị được cô. Dừng tay, cảnh sát đi. Hả, cảnh sát thật hả? Không sao chứ? Không sao. Ê, đội phó La, sao lại đến đây hả? Ban nãy lúc thấy cô từ trong đội đi ra, tinh thần không được ổn định, tôi không yên tâm để đi theo. Ở đây đêm hôm tối vậy, sao cô lại còn đi đường này? Thì tôi chỉ mới vào đội không bao lâu, muốn rèn luyện một chút thôi. Rèn luyện là đi vào đường tối hay sao chứ? Không nghiêm trọng phải không? Để tôi cõng cô về. Ê, làm vậy không hay lắm đâu. Đừng có nhiều lời nữa, nhanh lên. Tôi nặng lắm đó. Cô nặng cỡ nào chứ? Đi hướng nào đi? Ở bên này. Sau thời gian dài làm việc, mỗi khi nghĩ tới vụ án liên quan Tào Minh, cảm giác bi thương không còn chi phối cảm xúc của tôi nữa. Tôi đã lý trí hơn qua từng vụ án, từng vụ của Nhậm Vũ, Trần Phương Thắng, Tôn Tự Cường. Tất cả đều có liên quan tới Tào Minh. Xem xét lại từng vụ án, từ đó có thể suy ra cách thức hoạt động của Tào Minh. Chắc chắn hắn sẽ để lại dấu vết cá nhân. Vì tôi biết, tâm lý tội phạm đều theo một logic nhất định. Nắm được quy luật đó sẽ có thể đi trước một bước, phòng chống được tội phạm gây án. Anh đã trở lại, anh muốn gặp em. Số 1866, Lý Dự. Đại ca! Em gái, đừng sợ. Chạy đi.
Ai đó? Alo, Đồng Vũ phải không? Biết tôi là ai không? Có phải là có vài chuyện đã bỏ ra khỏi đầu rồi không? Hả? Anh là ai vậy? Mau nói đi. Ê trời ơi, bao nhiêu năm không gặp, tính khí sao nóng nảy vậy? Một người bạn cũ 8 năm trước thôi, đoán xem. Lại còn ướp ướp mở mở, có gì nữa mau đi. Người ta thường nói thiếu nợ thì phải trả. Món nợ của chúng ta có phải cũng nên tính toán rồi không? Hả? Tôi mới từ nơi khác tới, tôi tên là Lý Dự. Ôi, người anh em, sao cậu lại không nói sớm, tôi đến đón cậu nha. Tôi bây giờ nói là muộn rồi sao? Người anh em à, cậu đang ở đâu? Tôi sẽ đến tìm cậu. Không cần, tôi sẽ tới tìm anh, tính cho rõ ràng món nợ giữa chúng ta. Hắn cũng gọi điện cho anh hả? Đúng. Anh nói coi, hắn gọi điện cho chúng ta rốt cuộc là có ý gì chứ? Các cậu quên thật rồi hay sao? Lúc đầu khi hắn giúp chúng ta gánh tội, chúng ta đã có thỏa thuận là sẽ giúp cho hắn rồi mà. Theo tôi thấy, chúng ta mỗi người góp một ít tiền đưa hắn là xong chuyện rồi. Hắn bây giờ chỉ là kẻ khố rách áo ôm. Còn mấy người chúng ta đều là những người có tiếng tăm trong giới kinh doanh, có phải không? Đưa tiền rồi có giải quyết được vấn đề hay không? Một kẻ như hắn, nếu như chúng ta nhân nhượng một lần thì sẽ không ngừng lại đâu. Hôm nay đòi 50 vạn ta đưa, ngày mai đòi 100 vạn, ngày sau đòi nửa 500 vạn cậu đều đưa sao? Cũng đúng. Vậy hay là chúng ta xử đẹp hắn luôn đi. Nói thì dễ lắm, ai làm đây? Anh làm sao? Đến lúc vụ đông xong bị phát giác, anh sẽ được ăn đạn cho mà coi. Thế này không được, thế kia không xong. Vậy các anh nói xem, chúng ta phải làm gì đây? Hả? Quản cái gì đây? Hắn bây giờ cũng chỉ là gọi điện thôi. Hơn nữa, chúng ta cũng không còn là những đứa nhóc như trước đây đâu. Em gái à, em cảm thấy hào hứng hay là đang lo lắng vậy hả? Con gái rồi ai cũng sẽ có ngày hôm nay thôi mà. Có thể ở nơi đẹp đẽ mà thanh tao như vậy, tận hưởng lần đầu, cũng xem như là đã ghi danh vào kỷ lục Guinness thế giới rồi còn gì nữa. Anh đây là muốn giúp em tạo kỷ lục thế giới không tiếc thân mình ở đây, đều là vì em thôi. Hôm nay em cứ yên tâm đi, anh nhất định sẽ làm cho em hạnh phúc mà. Hả? Dù sĩ khốn nạn. Ôi trời ơi, cô em à, có thể sáng tạo hơn được hay không? Trên truyền hình đều nói vậy rồi, đành vậy thôi. Cô em đã không thể sáng tạo, vậy thì bây giờ tất cả mọi thứ anh sẽ điều chịu theo em được không? Bây giờ chúng ta bắt đầu thôi. Đại ca. Ơi đi. Đại ca, chỗ này không có được đâu. Chuyện gì đi chứ? Sẽ tố cáo chúng ta cưỡng bức đó, dễ xảy ra chuyện lắm. Anh nghe em đi. Xảy ra chuyện gì được đây hả? Chỗ này là anh đây đặc biệt muốn tạo nên kỷ lục Guinness thế giới, cho nên là mới chọn nơi đây thôi. Hơn nữa anh đây trong sạch một đời rồi cũng muốn giấm bùn một lần. Đi chỗ khác đi. Đại ca. Ui, có chuyện gì nữa đây hả? Em vừa con lừa đá đó. Lừa đâu? Chạy rồi, lúc đi nó còn chửi em nữa. Lừa mà chửi được mày hay sao? Chính là tên Đại Lư đó. Anh em mau đi thôi. Này, đại ca, còn cô gái này tính sao đây? Cô ta, cậu bây giờ xử cô ta trước đi. Đồ mới thì tao cũng không nỡ dùng đâu, lúc sau trói lại cho tao là được rồi, tao vẫn chưa dùng đó. Đi thôi. Đại ca.
Người đâu? Con nhỏ kia đâu? Chạy rồi. Chạy rồi là sao chứ? Tao còn chưa chơi đủ mà. Mày bị làm sao vậy hả? Hồi nãy đại ca đã nôn nao lắm rồi, đang chuẩn bị quệt lừa rồi mày. Thiệt đúng là ăn nói kiểu gì vậy hả? Đó là lừa hay sao? Đại ca, thật ra cô gái đó là do em thả. Mày à, mày có ý gì đây hả? Tao thấy chắc là mày muốn ăn đồ rồi. Nhìn cái gì đây? Không phục sao? Chính hắn muốn gì đây hả? Tránh ra. Dạy cho hắn một bài học nhớ đời, để hắn biến khỏi đi. Đã nhiều năm rồi, em từ một cô gái nhút nhát năm nào đã trở thành một nữ cảnh sát với dáng vẻ đầy tự tin. Trong lòng anh thật sự cũng có chút bất ngờ. Nhìn lại bản thân của anh thì đến giờ vẫn là một tên thất học. Anh Lý Dự, anh đừng nghĩ như vậy. Năm đó nếu không phải vì anh cứu em thì làm gì em được như bây giờ chứ. Anh trong lòng của em chính là anh hùng. Có nhiều lúc em nghĩ bây giờ em có thể trở thành cảnh sát không chừng chính là do sự ảnh hưởng của anh đó. Ảnh hưởng bởi anh sao? Ừ. Được ngưỡng mộ mà lại thấy lo quá. Nói vậy coi như là em đang nợ anh đó có phải không? Em phải trả nợ cho anh đi chứ. Trả? Anh nói xem phải trả sao? Năm đó anh đối với em ra sao thì em đối xử lại với anh như vậy đi. Nếu có một ngày anh cần em thì em sẽ giúp, nhất định sẽ không một chút do dự. Giúp đỡ cho anh? Được rồi, thôi không đùa với em nữa. Em ngây thơ như vậy sao có thể bắt được tội phạm chứ. Lại xem thường người khác, em cũng không còn là cô bé năm nào nữa. Anh Dự. Ừ. Anh ở đây chờ em một chút, em vô siêu thị mua ít đồ. Em đi trước đi. Chào cô. Sau nhiều lần tham gia vào các hoạt động phi pháp, Lý Dự nhát gan ngày nào bị cám dỗ buộc phải nhận hết mọi tội lỗi, phải trốn chạy tới nơi khác, sống cảnh đầu đường xó chợ. 8 năm sau, trở về cố hương biến thành một kẻ bất cần đời. Đã lâu rồi không gặp người anh em. Đến rồi sao? Gặp anh một chút cũng không dễ dàng gì. Như vậy đi, tôi chuẩn bị 500 vạn đặt ở cống thoát nước đường Thản Khắc. Lúc nào tiện thì cậu qua đó lấy đi. Còn về ba người kia thì tùy cậu sắp xếp, không liên quan gì đến tôi. Tôi cũng không nói với bất kỳ ai. Nhiều năm như vậy rồi, anh vẫn không khác xưa, không có một chút thay đổi nào. Có tiền là có thể sai khiến ma quỷ ha. Có câu người vì tiền mà chết, chim vì thực mà diệt. Cậu không phải vì tiền hay sao? Được, nhất ngôn cửu đỉnh. Lần này nếu như anh lại nuốt lời thì trò chơi này của anh không có cách nào xoay chuyển được đâu. Thank you.
Tiền Âm Phủ. Tiền Âm Phủ, anh dám lấy Tiền Âm Phủ chơi với tôi sao? Chết đi, chết đi, chết đi. Lại còn dám đòi tiền, mày đợi mà xài Tiền Âm Phủ đi. Đi. Lý Dự vốn định nhờ Trương Đồng Vũ bù đắp về mặt kinh tế để thay đổi số phận, bắt đầu làm lại cuộc đời. Nhưng sau nhiều lần bị lừa và bị đe dọa đã làm thay đổi nội tâm của anh ta. Anh ta muốn bọn chúng phải chịu sự trừng phạt thích đáng, bù đắp lại những gì anh ta đã mất, những lầm lỡ của thanh xuân. Trần Khả Phu, nam, 26 tuổi. Đại ca, hay là chúng ta xử hắn đi. Mới được báo án cách đây 3 ngày, mất tích một cách bí ẩn tại nhà riêng. Hôm qua được phát hiện ở bờ biển, đưa vào bệnh viện trong tình trạng đã chết. Nào, Hiểu Ba, tiếp đi. Cao Tiểu Dinh, nam, 25 tuổi. Hôm qua người thân tới báo án, cũng bị mất tích một cách bí ẩn. Sáng hôm nay cũng được phát hiện, cũng đã chết. Tình trạng vết thương hết sức đặc biệt, không giống như các công cụ bình thường gây ra. Hơn nữa, hai người này đều mất tích tại nhà. Đúng đó các đồng chí. Hai vụ án này có rất nhiều điểm giống nhau. Chúng ta có thể tiến hành điều tra chung. Vì vậy mà cục đã quyết định giao hai vụ án này cho chúng ta điều tra. Hai bị hại đều từng được thành phố biểu dương, đều là những doanh nhân trẻ xuất sắc, đúng không hả đội trưởng? Đúng. Cả hai người bọn họ đều có thành tựu kinh doanh rất là tốt. Vì vậy mà cục trưởng yêu cầu chúng ta phải mau chóng tìm cho ra động cơ gây án, xác định được hướng điều tra trong thời gian ngắn nhất để đưa tên tội phạm ra ánh sáng. Đây chắc chắn không phải nơi đầu tiên xảy ra vụ án. Ừ, tôi đồng ý. Theo tôi, nạn nhân có thể bị hại ở nhà hoặc là một địa điểm nào khác bị bắt giữ rồi đưa đi. Nghi phạm là một kẻ rất cẩn thận. Mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Trong thời gian gây án, hắn không hề tùy tiện bỏ đi hung khí. Hung khí và nơi đầu tiên gây án là mấu chốt của vụ án này. Đúng vậy, tôi đồng ý với ý kiến của Lưu Tinh. Như vậy đi, là Hải à, cậu cùng với Lâm Tuyết quay lại nơi đầu tiên phát hiện nạn nhân. Tôi và Hữu Nữ đến nhà người thân của họ, xem thử có manh mối gì hay không. Hiểu Ba, tôi sẽ ở đây. Hiểu Ba, tôi nói cậu này, xem quan hệ của hai bị hại, kiểm tra lại thật kỹ một lần nữa. Tôi cảm thấy giữa hai người này chắc chắn là còn mối quan hệ gì đó. Được, không thành vấn đề. Được, vậy chia ra hành động đi. Nắm được tâm lý tội phạm vẫn là mấu chốt để phá án. Còn hiện trường vụ án lại là chìa khóa để hiểu được tâm lý tội phạm, là vỏ bọc của tâm lý tội phạm. Đối với hiện trường vụ án mà nói, nhất định phải điều tra thật tỉ mỉ. Có chuyện gì vậy? Dạ, xung quanh đây đều là khu dân cư, mật độ dân cư tương đối dày, người đi tập thể dục buổi sáng cũng khá nhiều. Thêm vài bước nữa là biển rồi, sao không trực tiếp dứt người xuống biển luôn đi? Cô nói xem, nếu như tôi đoán không sai thì nơi tìm ra Trần Khả Phu cách đây không xa đâu. Đúng vậy, cách đây không đến một trạm xe bus, đều là ở trên đường lớn hết. Xem ra hung thủ vô cùng căm ghét người này rồi. Tôi nghĩ điều này cũng chưa chắc đâu. Đồng nghiệp của tôi đã kiểm tra mối quan hệ của hai nạn nhân này, họ đều là những doanh nhân trẻ thành đạt. Bất luận là tình cảm hay công việc, đều chưa từng kết quán với ai đến mức như vậy hết. Vậy có phải các vị đã bỏ sót điều gì không? Tôi chỉ nói đùa vậy thôi. Không sao. Lâm Tuyết à, vậy ra lại xem các mối quan hệ của hai nạn nhân rõ chưa? Phải để dạ. ý đến từng tiểu tiết. Rõ. Đại ca, sao anh không nói gì hết vậy?
Anh làm ơn đừng có im lặng như vậy nữa có được không hả đại ca? Chắc chắn là tên Lý Dự làm rồi còn gì. Cậu quản cái gì đây hả? Tôi đã phái người tìm kiếm khắp nơi rồi, chắc chắn là cảnh sát cũng đang ráo riết tìm kiếm thôi. Lỡ như chúng ta không tìm được hắn mà hắn lại tìm thấy chúng ta trước thì sao? Không được, chúng ta vẫn nên báo cảnh sát, nói với họ Lý Dự là hung thủ. Cậu bị điên rồi hay sao? Chuyện này để lộ ra chúng ta làm sao thu xếp được hả? Chuyện kia biết làm sao? Từ đầu tôi đã nói cho hắn ít tiền là xong hết rồi, bây giờ thì hay rồi. Hay cái con khỉ! Cậu ngồi tù rồi đừng trách tôi không giúp cậu nha. Tôi nói cho cậu biết, cậu mà để lộ chuyện này ra ngoài tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Hổ nụ, đúng là không xem không biết, xem rồi thì mới thấy hổ thẹn. Bằng khen của họ cả đống, để tôi đọc cho cô nghe một lượt nha. Được rồi, tôi biết rồi. Lát nữa làm báo cáo cho đội trưởng Hứa đi. Tới nhà ba mẹ nạn nhân là biện pháp hiệu quả để thu thập thêm manh mối. Và phương pháp phá án trong giai đoạn này thường là tạo mối quan hệ tốt. Nếu như thành công, xem như mở được điểm mấu chốt. Ô nụ à, chúng nữa câu hỏi trước, sau đó thì tôi sẽ bổ sung thêm. Tôi hả? Sao? Quyết định vậy đi. Ông Cao, bà Cao, các người còn muốn biết gì nữa đây? Không phải đã hỏi một lần rồi sao? Ông nói xem cứ quấy rầy chúng tôi như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Ngồi đi, ngồi đi. Ngồi xuống trước đã. Cảm ơn bà Cao. Xin lỗi, trong lúc này lại tới quấy rầy hai người. Nhưng mà chúng tôi muốn tìm hiểu một chút về mối quan hệ của Cao Tiểu Vinh và người khác. Các người đều thấy rồi đó, nó là một đứa xuất sắc, sự nghiệp lại thành công, đối xử với hai kẻ già chúng tôi là hiếu thảo. Các người bây giờ nên mau chóng đi bắt hung thủ đi mới phải đó. Chúng tôi muốn tìm hiểu thêm một chút, Cao Tiểu Vinh trước đây có thù oán gì với ai không? Hoặc là có tranh chấp về kinh tế với ai không? Cái này thì không có, không có. Nó từ trước đến giờ sống rất tình cảm, cũng không có tranh chấp tiền bạc với ai hết. Phải, nó từ nhỏ đến lớn chưa từng để hai người già này phải thất vọng bao giờ hết. Lúc nhỏ thì không nói làm gì, nói đến hiện tại đi. Bây giờ nó muốn tranh cử vào vị trí hội trưởng thương hội của thành phố này. Đắc cử thì sẽ trở thành hội trưởng trẻ nhất từ trước đến nay. Nhưng ngay lúc này là có chuyện. Điều này là tại cảnh sát các người đã không làm tròn chức trách của mình. Đây là tổn thất của xã hội. Các người có hiểu không? Các người có thật sự hiểu hay không? Thật ra ý của chúng tôi là có thể cung cấp thêm một chút thông tin cá nhân của Cao Tiểu Vinh cho chúng tôi biết không? Như vậy cũng tiện cho việc phá án. Ông Cao, bà Cao, cái gì bình tĩnh một chút. Thực ra thì chúng tôi cũng có thể hiểu được mà. Bởi vì nhìn qua đây tôi thấy có rất nhiều bằng khen. Cao Tiểu Vinh chắc chắn là một thanh niên rất xuất chúng. Nè bà Cao à, tôi thấy nhiều bằng khen như vậy, nhưng mà sao không có hình của Cao Tiểu Vinh hồi còn nhỏ vậy? Chẳng hạn như hình chụp chung với bạn học hay là thầy cô chẳng hạn. Tại sao các người không lo phá án đi, cứ lôi chuyện hồi nhỏ của nó ra? Là có ý gì đây? Không, chuyện là chúng tôi cẩn thận tìm hiểu những chi tiết nhỏ nhất. Hiểu được lúc nhỏ của cậu ấy có thể giúp chúng tôi nhanh chóng phá án. Tôi thấy các người là đang lãng phí thời gian để nói chuyện không đâu thôi. Ông Cao à, ông hiểu lầm rồi. Đúng. Xin lỗi, tôi nghe điện thoại một chút. Alo, Hiểu Ba. Đội trưởng Hứa, khoảng 8 năm trước, nhà Cao Tiểu Vinh và Trần Khả Phu đều chuyển nhà. Tôi biết rồi. Xin lỗi nha. Ông Cao, bà Cao, ở đây tôi có tấm hình. Cái gì xem có nhận ra người trong hình này không? Hay là mình xử hắn đi. Không quen. Chuyện là 3 ngày trước người này cũng biến mất một cách bí ẩn tại nhà riêng.
Ngày thứ hai thì chúng tôi phát hiện xác cậu ta trên đường. Cậu ta là Trần Khả Phu, cũng là một trong những hội viên của thương hội. Theo chúng tôi được biết, cậu ta cũng tham gia tranh cử lần này. Ông Cao, bà Cao, cái gì không có chút ấn tượng nào về cậu ấy sao? Không quen mà. Ông Cao, ông thử nghĩ kỹ lại đi. Thực ra thì chúng tôi không có ý làm khó hai vị đâu. Thôi vậy đi, tôi muốn hỏi một câu hỏi cuối cùng, có được không? 8 năm trước, tại sao các vị đột nhiên chuyển nhà? Nguyên nhân cụ thể là gì? Bà, xin lỗi nha, tôi cảm thấy không được khỏe. Tôi xin lỗi. Bà Cao à. Chào ông. Bà Cao à, bà. Đây là chuyện riêng của chúng tôi có quyền im lặng. Các người còn muốn hỏi gì thì đến gặp luật sư của chúng tôi đi. Mời các người về cho. Đã làm phiền rồi, xin lỗi. Đi thôi. Xin lỗi. Đội trưởng Hứa, sao anh lại truy hỏi chuyện của 8 năm trước chứ? Lẽ nào chuyện đó có liên quan tới vụ án này sao? Tôi muốn xem thử phản ứng của họ. Con trai gặp chuyện ngoài ý muốn, nhưng mà phản ứng của họ không được bình thường. Tôi cũng thấy rất kỳ lạ. Nè, cô Nụ à, có một tình tiết không biết cô có chú ý không? Trong nhà của họ lại không có bất kỳ dấu vết lúc nhỏ nào của Cao Tiểu Dinh. Điều này rất kỳ lạ. Hiểu ba có nói với tôi, 8 năm trước nhà của Trần Khả Phu và nhà của cậu ta cùng lúc chuyển nhà. Nhưng mà hôm nay ba của Cao Tiểu Dinh lại nói ông ta không biết Trần Khả Phu. Điều này rất đáng nghi. Ừ. Có một điều rõ ràng là 8 năm trước chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó mà họ không muốn nhắc lại. Tình hình kiểm tra sao rồi? Vẫn đang đợi. Alo. Hổ Nụ, hai người đang ở đâu? Tôi có thứ rất quan trọng muốn cho hai người coi. Đã có kết quả kiểm tra rồi sao? Dạ chào chú, cháu là bạn của Cao Tiểu Dinh. Cháu thấy vừa nãy hình như cảnh sát đến đây đúng vậy không? Cậu có việc gì? Chú à, xin chú nén đau buồn lại ha. Vô đi. Anh nói tên Cao Tiểu Dinh này. Ơi. Hả? Đi thôi. Tôi đã nói rồi, đến công ty cũng không có tác dụng gì đâu. Cô kêu hỏi thư ký thì điều tra được gì chứ? Cô hãy thử coi lại xem. Hả? Nào là Cao tổng rất quan tâm chúng tôi, trước giờ còn đối xử tốt. Các vị mau chóng phá án đi, vừa nhìn đã biết là sáo rỗng rồi. Nhưng mà những nhân viên khác cũng nói như vậy. Cao tổng người này tới giờ vẫn chưa có người yêu, không có vấn đề về chuyện tình cảm. Hơn nữa cả ngày chỉ biết đi làm rồi sau đó về nhà bà thôi. Nhà và công ty ở hai địa điểm đó, cuộc sống thường nhật nguyên tắc, chưa từng có thù oán. Tôi thấy điểm mấu chốt của vụ án này chỉ tập trung ở một điểm thôi. Ê, điểm này để tôi đoán. Hung thủ đem nạn nhân đã hôn mê từ nhà đến hiện trường, không có phương tiện giao thông là không thể được. Đúng vậy, hắn nhất định là cần một chiếc xe. Bây giờ chúng ta đi lấy toàn bộ băng ghi hình xung quanh hiện trường kiểm tra xem. Đi thôi. Đội phó La, đây không phải đoạn đường bắt buộc phải đi qua trước khi đến hiện trường sao? Vậy nói xem, chúng ta sao lại đến đây chứ? Trong thành phố này, mỗi máy quay sẽ có một số khác nhau. Chúng ta phải tìm ra số của máy quay này mới truy ra được nội dung mà nó quay được. Đúng vậy, vì chiếc xe đó nhất định phải đi qua đây. Cái máy quay này chắc chắn sẽ quay được hắn thôi. Ghi lại số của nó đi, về đội. Đối mặt với nhiều tình tiết vụ án, mọi người đều rất toàn tâm. Trải qua gần một năm điều tra các đại án, chúng tôi dần dần tìm ra động lực và ưu thế của bản thân. Kinh nghiệm công tác cho chúng tôi hiểu lúc khó khăn nhất
cũng chính là gần đến điểm bứt phá. Đúng rồi, lúc chúng tôi nói chuyện với ba mẹ của Cao Tiểu Dinh thì thấy là ba mẹ của Cao Tiểu Dinh đối với anh ta có kỳ vọng rất lớn. Hơn nữa, khi đề cập quá khứ thì họ tránh né, thậm chí là tỏ thái độ khó chịu khi chúng tôi đặt câu hỏi với họ. Có thể suy đoán hung thủ với Cao Tiểu Dinh và Trần Khả Phu có mối liên hệ nhất định với nhau. Hơn nữa mối liên hệ này lại không để cho người khác biết được. Vậy có khi nào ba mẹ Tiểu Dinh bởi vì lý do đó mà che giấu một số tình tiết không? Hiểu ba, bây giờ cậu đi điều tra lý lịch về mấy người họ của 8 năm trước. Được rồi, tôi tìm ngay đây, tìm được lập tức báo cho anh. Được rồi. Alo. Hôm đó thật ngại quá, anh đột nhiên có việc gấp cho nên phải đi trước. Dạ không sao. À, hay là vậy đi, cho anh cơ hội chuộc lỗi nha. Chút nữa gặp nhau ở quán cà phê. À, được thôi. Anh Dự à, nếu anh có chuyện gì cần giúp, cái ăn cái mặc hay là sau này anh muốn làm nghề gì đều có thể nói với em. Nhất định em sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ cho anh. Chuyện năm đó ảnh hưởng rất lớn đối với em. Một thời gian dài em không thể thoát ra khỏi cái bóng của chuyện đó, nhưng cuối cùng em cũng chiến thắng được bản thân mình. Anh Dự à, anh phải tin tưởng vào bản thân mình. Em thành tâm hy vọng có thể nhìn thấy anh làm lại cuộc đời. Em gái à, phòng đó trưa nay để riêng cho anh đi, đừng để ai làm phiền nha, hả? Đáng ghét, yên tâm đi. Ai, sao bây giờ anh mới đến vậy? Có cảnh sát bám theo cậu hay không? Chắc là không có đâu. Tôi nghe nói cậu đến nhà của Cao Tiểu Dinh. Tôi không phải thấy anh đến đó thì mới đến sao? Cậu theo dõi tôi. Lý Dự nhất định sẽ đến tìm chúng ta. Tôi biết. Tôi không có gì để nói với các người đó. Các người đi giùm cho. Ông Cao à, chính là vì muốn nhanh chóng phá án tôi mới muốn ông hợp tác. Tôi nhất định phải biết 8 năm trước đã xảy ra chuyện gì. Tôi không có gì để nói hết. Ông đi giùm cho. Đi đi được không? Đi đi, đi đi. 8 năm trước cái gì đã phạm phải sai lầm, hại Cao Tiểu Dinh con trai của ông. Ông không nên lại phải thấy có thêm nhiều người bị hại nữa. Ông Cao à, tôi mời ông ra khỏi đây, lập tức rời khỏi đây. Nhanh đi. Đợi đã, tôi sẽ kể, tôi sẽ kể hết cho mọi người. Bà, chúng ta không thể tiếp tục im lặng mãi vậy được. 8 năm trước chúng ta đã sai rồi, bây giờ chúng ta không thể tiếp tục sai mãi được. Năm đó